Con trượt đi. Con bước xuống đi. Con đi sang đâu bây giờ nào? Nào con thích đi đâu nào? Con đi lên đi. Không phải, con phải bắt đầu từ đây này. Con đi từ đây này. Con quay ra đây đi. Con đi thế là con đi tắt rồi. Thế thì con đi ra đây. Con đi đường này. Đi thẳng đi. Đấy. À ra đây bố chỉnh lại cái tóc cho đẹp rồi. Ra đây. Đứng im này. Ô chị chip xinh này. Chip xinh gái này. Rồi ok. Chip trèo bậc thang này. Wow chip trèo giỏi thế. Con xuống đường kia đi. Con xuống đường kia nhé. À đi xuống đường nào. Ra đây. Đấy con trượt nào. Được. Trượt nào. Trượt nào. Ui giời. Quá siêu luôn. Wow nhìn chip trượt các bạn. Nhìn chip trượt này. Chip chào các bạn này. Vậy. Xin chào các bạn. Chip chào các bạn. Rồi ok. Nè con chơi trò gì nữa nè. Đây con. Lên đây. Đi đường kia. Đi. Nè ngồi cái gì. Wow. Chip chơi xích đu nè. Các bạn nhìn chip chơi xích đu à. Nè chip chip lên đi. Ê ngồi xe vào nè. Con ngồi xe vào nè. Đấy chip giỏi thế nhỉ. Wow đu nè. Xích đu này. Đạp mạnh lên con. Nè đạp mạnh lên nào. Đi nhà bóng à? Ok. Đâu nhà bóng đâu? Ui dồi ui 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 ui. Nhà bóng ở đằng đấy à? Đâu nhà bóng đâu? Cũng không biết nhà bóng ở đâu đâu. Đấy không phải nhà bóng đâu. Con phải lên đây này. Con chào lên đây đi. Đấy. Nào lên nè. Sang cầu trượt nào. À, bạn chip sang cầu trượt đấy. Nào chip trượt xuống nào. Wow, giỏi thế nhỉ. Wow. Wow, chip xinh trượt giỏi thế. Đi đâu nữa đấy. Wow, chip ngồi thuyền rồng. Con ngồi thuyền rồng á. Con ngồi con ngồi lên trên đầu này này. Con ngồi lên trên đầu này này con này. Thế đấy chip ngồi thuyền rồng à. Đây nhá, đây là thuyền rồng nhá. Wow, bố đu cho con nhá. Nào ngồi đây im đi, ngồi im đi bố đẩy. Nào. Wow, bạn chip ngồi thuyền rồng. Wow. Rồi, chip xin chào các bạn này. Vậy. Vậy. Hát ngoan, bạn chip ngoan quá. Các bạn phải chào các bạn như bạn chip nhá. Chip yêu các bạn không? Con đi đâu đấy? Lại lên cầu trượt tiếp à? Đi đằng này con, đi đằng này, con đi thẳng đi. Con đi thẳng đằng này cơ mà. Bạn chip bị tụt dép. Bạn chip ham chơi đi nhanh quá bị tụt dép. Đấy, bạn chip lại lên cầu thang à. Wow, 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 wow. Nhiều đồ chơi đẹp chưa này. Đấy, ai chả, ai chả. Con gái bố giỏi thế. Nào, đi đâu nữa nào, con đi đâu nữa nào. Con xuống đi, xuống đằng nào. Không phải xuống đằng đấy, lên rồi không xuống đằng đấy nữa. Xuống đằng này con. Không xuống được à? Ok, xuống đằng này cũng được, nào. Vẫy cho bạn cái nào. Con vẫy con chào các bạn đi. Ý, bạn chị. Chị ngoan thế. Đi thẳng lên nào, đi thẳng lên nào. Wow. Bạn chị giỏi chưa? Bạn chị đường dây này rất là khó nhá. Nào, đi đi con. Xông lên, ngã bố đỡ. Nào, lên đi. Nào. Để bố dắt con, dắt tay con nhá. Nào. Rồi, lên nào. Đấy, bạn chip bé lắm ý, nhưng bạn chip không sợ đâu. Có bố bạn chip giữ tay rồi. À, bước lên nè. Wow. Quá siêu. Đó. Cái câu này rất là khó nhé các bạn nhé. Cái câu này này, đung đưa này, đung đưa này. Đi không cẩn thận là bị ngã đấy. Nào, con xuống cầu trượt nhá. Xuống cầu trượt đằng nào nào, hay là đi sang bên kia. Ok, con đi đi. Nào, đi đi, bố chờ. Đi đi. Thế nào? Không bế, thế trượt xuống đây, trượt xuống đây. Cầu trượt đây. Lớn rồi bố không bế chị. Đấy, nào trượt. Thế, ui giời. Ok luôn.
Ok. Wow, nhảy giỏi thế nhỉ. À, đi vào làng Bạch Tuyết này. Chị ơi, trong này này, vườn cổ tích này. Chị đi vào vườn cổ tích đi. Đây, bố chỉ cho vườn cổ tích này. Đây, trên này này. Đây là vườn cổ tích nhá. Nào, con đi vào đi nào. Rất nhiều con vật trong này. Nào, bố dắt tay vào. Đi. Em muốn con mình vào chơi. Kìa, làng Bạch Tuyết kìa. Đi nào. Con không vào à? Ồ, bạn Chip đang muốn đi chơi đồ chơi khác, không muốn vào trong vườn cổ tích đâu. Lúc khác để mà bố đưa Chip vào vườn cổ tích nhá. À, bây giờ con đi đâu nào? Nào. Đi vào lớp học á. Mai. Bây giờ các bạn về hết rồi con ạ. Nào. Con chọn hướng đi, con đi đường nào nào. Con đi đường nào nào. Ok, đi luôn. Đấy, bạn Chip đang đi ra đi xích đu tiếp này. Wow, bạn Chip rất là máu. Bạn Chip rất thích đi xích đu. Bố giữ tay nào. Bố hỗ trợ con này. Rồi, đấy, những bước đi rất là chắc chắn này. Đấy, bạn Chip còn biết giữ tay cơ. Nguy hiểm quá, rất là nguy hiểm. Bạn Chip bước cẩn thận nào. Bạn Chip bước cẩn thận nào. Đấy, đúng rồi. Wow, bước lên đi con. Wow, Chip giỏi quá. Ok luôn, quá siêu. À, con đi đường nào này. Con đi đi. Con đi đường nào, ra cầu trượt nào. Nào, đấy, đúng rồi. Nào, đi đường này này con này, đi thẳng ra đằng kia. Đi thẳng ra đằng kia. Kia ra thẳng đằng này. Đấy, đi thẳng đi, bố chờ đằng đấy. Đấy. Một mình bạn Chip đang khám phá những cái trò chơi ở đây. Bố đây, bố hậu đây, con trượt xuống đây đi. Trượt xuống đây, ra đằng đấy này nhìn thấy bố, đi đi. Ra đằng này nhìn thấy bố. Nào, chào các bạn đấy, để trượt nào. Chào các bạn đi. Chip chào các bạn nha. Hi hi cười hi hi. Thế đi ra đây bố đón, ra đây. Các bạn nhìn bạn Chip này. Wow, nào chưa xuống đây. Bố hậu đây. Nào, xuống đây. Nào, chui vào. Chưa xuống. Bạn Chip đang thử thách này. Đang qua một thử thách để mà chưa xuống đây. Wow. Bố đây, xuống đây, bố đón, xuống đây. Đi chân đây. Wow, bạn Chip chưa rằng chưa được các bạn. Bạn Chip này, bạn Chip vẫn bảo là bạn chưa gần chưa trong ống này đâu. Thôi bạn Chip xem. Không, bố không bế. Đây bạn Chip đang hư nhỉ. Chip đi ra câu chuyện này đi. Rồi, ok. Câu chuyện này có chưa được chưa? Con chào các bạn đi. Chip yêu các bạn. Ok. Chị bày hoa này, hoa gì đây? Hoa lá. Hoa gì? Con thích hoa không? Nào, con đi đâu nữa nào? Con đi đâu? Wow, bạn Chip đang đi khám phá cái ngôi trường này. Bạn Chip sẽ mai bạn Chip sẽ đi học ở đây đấy. Nhá. Mai Chip đi học đây không? Con lại đi đâu đấy? Vâng. Lại xích đu rồi. Chip rất là thích đi xích đu. Wow, nào để bố đu cho con. Bố đu đưa. Đu đưa, co chân lên con. Co chân lên. Thế. Đấy, bạn Chip xinh. Chip xinh quá nhỉ. Wow, bạn Chip giỏi đi. Chưa các bạn ơi. Ra đây đu với mình. Để cho vui. Chip yêu các bạn. Vẫy tay các bạn này. Quá ngoan, bà Chip ngoan không các bạn? Wow, Chip ngoan lắm ý. Con gái bố ngoan nhá. Bố. Con vịt. Không phải con vịt đâu, con này là con chim cánh cụt này. Con chim cánh cụt đấy con ạ, không phải con vịt đâu. Con biết con chim cánh cụt không? Con chim cánh cụt. Nó để đựng rác đấy. Không được vứt rác vừa bãi, con hiểu không? Phải để rác vào trong cái con chim cánh cụt ấy nhá. Wow, đây là bạn học của các bạn đấy, của các anh chị đấy. Nay mai con đi học, con cũng học ở đây nhá. Con học không? Học. Đúng rồi. Ok, đi thôi. Đi ra đằng kia kìa, đi vào ra nhà bóng ngoài kia kìa. Đầu tiên có nhà bóng kìa. Đấy, đi thẳng đi. Đi thẳng thì mới có nhà bóng. Đi thẳng. Thế nào là đi thẳng? Đấy, nhà bóng ở trong này này. Ồ, các cô đóng cửa nhà bóng rồi. Các cô đóng cửa nhà bóng rồi con ạ.
Hôm nay là bù cho con sang sớm chơi nhé. Đây này. Wow, nhà bóng này không ai được chơi. Đây, nhà bóng này nhiều bụi lắm. Đây. Nhà bóng này. Chị thấy nhà bóng không? Nhà bóng. Nhà bóng quá. Nhà bóng quá. Bạn Chip hôm sau bạn Chip sẽ sang chơi nhá. Ok. Nhà bóng đây. Thôi đi xuống nha. Này, con đi xuống nha. Sang bên kia đi, sang bên kia đi. Đấy, bên kia rất nhiều trò chơi rồi. Đi thẳng sang này. Đấy. Con chim. Nào con thích chơi gì nhỉ? Wow, bạn Chip đang chui qua một cái dây. Đây là thử thách bước dây này. Đấy. Rất nhiều đồ chơi. Đó, bạn Chip đang lên chơi đồ chơi này. Con vào đi, con lên đi, trèo lên. Con thích ngồi bạn nào nè? Đấy, có những bạn gì đấy? Chip, bước ra bố hỏi này. Ô, bạn Chip rất tinh nghịch. Bạn Chip đang đi tìm bạn gì đây? Đây là bạn sư tử này. Đây là bạn cún này. Phải không con? Bạn chó. Con trèo lên đi, trèo lên ngồi các bạn bố đu cho. Nè. Nào. Đây là bạn sư tử này. Chip đang đi vòng quanh không biết là Chip nghĩ gì nữa. Con vịt. À, bạn Chip thích con vịt các bạn ạ. Bạn Chip rất thích con vịt. Nào, con vịt con gì đây? Đây, thế con dưới này là con gì? Chó. Con sư tử. Đúng rồi. Con dưới này là con gì? Con này là con gì? Con chó. Ok, con gì đây? Con vịt, đúng rồi. Sao con biết nó là con vịt? Bởi vì nó có cái mỏ. Cái mỏ nó. Đấy là con, con dưới kia là con gì? Con không phải đâu, con đấy là con gì ạ? Bố cũng không biết con này là con gì. Con này là con gì nhỉ? Con chó. Con này như là con mèo. Con mèo. Ừ. Nó có râu. Con chó. Con gì? Con cá. Con hươu cao cổ. Con hươu cao cổ. Đúng rồi. Con đấy á. Con đấy là con gì nhỉ? Bố không biết. Đây con mèo ấy. Không phải con mèo, con gấu ấy sao ấy? À, đây con hổ. Đúng rồi. Nào, Chip đi nè. Chip thích con gì nè? Chip trèo lên cái cây, cái vườn này đi. Đấy, đúng rồi, đu cầu thang à. Đi trên cầu phải cẩn thận, bước từng bước một nhá. Đi con ơi, con sang bên này nè. Con sang bên này có mấy cái cầu trượt đẹp lắm. Thôi đi. Đi thôi. Bạn Chip đang phi hành. Không đi đường đấy. Đường đấy không phải để đi. Đường này cơ mà. Con không được đi tắt nghe chưa. Con phải đi đường nào mà được phép đi. Con mới được đi. Mọi người căng dây ở đấy là con không được đi đường vào dây đâu nhá. À, con ra ngồi con cá đi. Con nhìn thấy con cá chỗ nào không? Đi thẳng. Đấy, bạn Chip đang đi ra chỗ con cá để bạn Chip ngồi này. Đây, đấy, con cá đấy. Đó, bạn Chip đang ngồi con cá này. Hơi giời, ngồi lên con. Con ngồi lên đi. Không ngồi à? Thôi nhá.